Ngân sẽ không bao giờ cưới chồng nha mọi người, chị sẽ không bao giờ cưới chồng nha mấy em, hãy đợi chị. Tại vì chị ở với chú Quang thôi. Ai nói gì nói chứ tôi thấy không cưới nó được cưng chiều thoải mái hơn, còn làm vợ cực kỳ ràng buộc. Ràng buộc hay không nó là do mình nha mọi người, do mình có cho người ta ràng buộc mình hay không. Chứ làm gì có quyền một ai đó ràng buộc mình, kể cả mình đủ 18 tuổi rồi, cha mẹ mình cũng đâu có quyền ràng buộc mình đâu. Thì mắc gì cái thằng chồng mình nó ràng buộc mình. Cho nên cái vấn đề mình có bị ràng buộc hay không là do mình có cho phép nó ràng buộc mình hay không. Chứ đừng có nói mà về thằng đó nó ràng buộc mình quá, đó là do mình cho phép họ ràng buộc mình thôi. Đó là do mình cho phép. Ăn gà luộc nữa đi chị, mai nha, mai ăn nha. Đừng cưới chị ơi, ở vậy có con được rồi. Ừ thì chị cũng tính vậy á, tại vì á là Ngân khi mà trước khi mà Ngân có con á thì Ngân cũng đã suy nghĩ tới cái chuyện là ví dụ mà sau này Ngân cưới chồng xong Ngân đẻ con rồi ha, mà ví dụ Ngân với ba nó ly dị đi thì liệu Ngân có nuôi con được hay không, có đủ kinh tế để nuôi nó mà không cần phải có trợ cấp của mấy cái thằng đó hay không, thì Ngân đủ luôn nha, Ngân đủ điều kiện để đáp ứng luôn, cho nên Ngân không có sợ mấy vấn đề đó, chẳng cần cưới, thích thì đẻ, để nó bỏ thì mình nuôi. Có đăng ký kết hôn không chị? Không, Ngân với chú Quang là chưa có đăng ký gì hết trơn á, nói chung là cặp bồ vậy thôi chứ chưa đăng ký hay là gì á, chưa có dự định gì cho tương lai đâu. Nói tội ông Quang ghê, nói chuyện không biết suy nghĩ. Trời ơi, bạn nói Ngân không biết suy nghĩ mà Ngân có được ngày hôm nay, Ngân không biết suy nghĩ mà Ngân có được những cái mà hở tới thời điểm bây giờ bạn hở chưa có đó hả, mà bạn nói Ngân không biết suy nghĩ hả, thực ra là Ngân suy nghĩ hơi quá đó, cho nên là mấy bạn nói là Ngân không biết suy nghĩ á. Chú Quang ông nghe những cái lời đó của Ngân nói ông không có gì buồn cả, vốn dĩ chú Quang ở với Ngân lâu như vậy là do Ngân có cái suy nghĩ rất giống ông, cho nên ông rất thích, đó là lý do ông ở với Ngân lâu á.